dự án thị đại Eco Bay hút cát ảnh hưởng mưu sinh. Chủ tịch tỉnh Bình Định yêu cầu giải quyết kiến nghị của dân. Ngày 2 tháng 10, liên quan đến vụ việc hàng chục hộ dân phản ứng doanh nghiệp bơm hút cát trên đầm thị đại ảnh hưởng đến đời sống người dân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định Trần Châu vừa ký văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh này yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành phố Quy Nhơn phối hợp, tạo điều kiện để công ty CP Thị Đại Eco Bay thực hiện các biện pháp hỗ trợ sinh kế cho người dân trong khu vực bị ảnh hưởng của dự án. Chủ động giải quyết các kiến nghị của nhân dân, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để người dân hiểu, đồng thuận về chính sách, chủ trương của tỉnh đối với dự án. Từ đó, không cản trở việc thi công, tạo điều kiện để dự án được triển khai đảm bảo tiến độ theo kế hoạch. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân thành phố Quy Nhơn phải tăng cường công tác kiểm tra, bảo vệ khoáng sản chưa cấp phép trên địa bàn quản lý theo thẩm quyền, kịp thời phát hiện và xử lý kiên quyết đối với các trường hợp bơm hút, khai thác không đúng quy định pháp luật. Lãnh đạo tỉnh Bình Định cũng yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Quy Nhơn theo dõi việc đăng ký khu vực, công suất, khối lượng, phương pháp, thiết bị và kế hoạch khai thác của công ty CP Thị Đại Eco Bay đối với hoạt động bơm hút cát trong khu vực dự án. Đồng thời, theo dõi việc chấp hành của công ty CP Thị Đại Eco Bay về tạm dừng hoạt động bơm hút cát tại khu vực dự án và doanh nghiệp chỉ được thực hiện trở lại sau khi hoàn tất đầy đủ hồ sơ theo quy định và có ý kiến đồng ý của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Như Dân Chí đã thông tin trước đó, hàng chục hộ dân đã kéo đến trụ sở Ủy ban Nhân dân phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn, yêu cầu chính quyền địa phương đề nghị dừng việc hút cát của dự án khu du lịch sinh thái và biệt thự đầm Thị Đại, gọi tắt Thị Đại Eco Bay, do công ty CP Thị Đại Eco Bay làm chủ đầu tư, vì lo ngại ảnh hưởng môi trường, cuộc sống mưu sinh của người dân. Qua kiểm tra, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định cho rằng, việc công ty tận dụng khối lượng bùn cát trong quá trình nạo vét luồng lạch và cồn cát trong khu vực dự án để san lấp mặt bằng là phù hợp với hồ sơ thiết kế, hồ sơ môi trường đã được các cơ quan thẩm quyền thẩm định, phê duyệt. Tuy nhiên, trước khi hoạt động phải đăng ký với cơ quan chức năng theo quy định của luật khoáng sản. Do đó, Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu công ty tạm dừng hoạt động bơm hút cát trong khu vực dự án, tiến hành đăng ký khu vực, công suất, khối lượng, phương pháp, thiết bị và kế hoạch khai thác cho Ủy ban Nhân dân tỉnh. Hoạt động bơm, hút cát tại khu vực dự án chỉ được phép thực hiện khi công ty đã hoàn thành việc đăng ký và được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định đồng ý. Doãn Công.